cuộc sống cô đơn, bệnh tật tại viện dưỡng lão nghệ sĩ của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã ở viện dưỡng lão nghệ sĩ 8 năm qua. Cuộc sống của bà nhiều bệnh tật nhưng cũng khá bình an. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền từng được mệnh danh là đệ nhất đào võ của sân khấu cải lương miền Nam. Bà từng làm mê mẩn bao thế hệ khán giả yêu cải lương với chất giọng đặc biệt và lối diễn tự nhiên giàu cảm xúc. Không chỉ thế, bà cũng chính là người thầy, người chị đáng kính đã yêu thương và dẫn dắt ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh có được thành công như hôm nay. Cái thời nhìn học trò xa lầy vào thú đỏ đen vì những đau khổ của cuộc đời, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền một tay ngăn cản, lôi kéo nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quay về với khán giả, giữ lấy danh tiếng mà bản thân cất công xây dựng. Dù có ơn sâu nghĩa nặng, nhưng bà chưa bao giờ đòi người em của mình phải trả. Thậm chí, ở cảnh khó khăn cùng cực nhất, bà vẫn tự trọng và cấm các con của mình nhờ vả. Sau nhiều năm bôn ba với nghề, ở tuổi già gặp nhiều bệnh tật, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền hiện sống bình lặng tại viện dưỡng lão nghệ sĩ. Bà vào đây vì muốn đỡ một phần gánh nặng cho các con. Ở tuổi 76, đệ nhất đào võ mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già như thoát vị đĩa đệm, cao huyết áp, cường giáp, thấp khớp. Chứng bệnh hở van tim nặng còn khiến bà gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Cuộc sống ở viện dưỡng lão nghệ sĩ luôn rộn ràng tiếng nói tiếng cười của khách đến thăm. Hàng năm, vào dịp giỗ tổ, nhiều nghệ sĩ sân khấu và cả tân nhạc đều tụ họp về đây thắp hương, thăm hỏi. Suốt 8 năm qua, viện dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu đã trở thành tổ ấm thứ hai của nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền sống thảnh thơi bên những người bạn nghệ sĩ có cùng cảnh ngộ. Mỗi ngày, bà sinh hoạt, ăn uống theo những khung giờ cố định. Mọi người cùng quây quần tụng kinh niệm Phật. Mỗi tối, tâm tình về chuyện đời, chuyện nghề. Họ kể những mẩu chuyện về thời xưa đi lưu diễn ra sao, tập tuồng ở đoàn hát thế nào, rồi cùng nhau cười đùa, vui vẻ. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền có 5 người con. Đa số đã lập gia đình nhưng vẫn nặng gánh mưu sinh. Trong đó, 2 người con trai chơi đàn tại các tụ điểm sân khấu, 2 người con gái theo nghiệp cầm ca của mẹ dù hiếm khi được mời show. Con gái út của bà bị động kinh bẩm sinh nên cần có người chăm nom. Hiểu rõ hoàn cảnh của từng người con, nữ nghệ sĩ không đòi hỏi họ phải báo hiếu hay trông mong sự hỗ trợ về tiền bạc. Các con tôi dù không khá giả gì nhưng có hiếu với mẹ. Dịch bệnh thất nghiệp, áp lực kinh tế, nhưng chúng vẫn mỗi ngày gọi điện hỏi thăm tôi. Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi chỉ mong các con sống vui khỏe, bình an, đi làm tự nuôi thân và yêu thương nhau là tốt lắm rồi, bà tâm sự. Nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền tên thật là Lâm Thị Hiền, sinh năm 1945 tại Bạc Liêu. Bà mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa với người đàn ông khác. Năm 14 tuổi, bà bỏ nhà theo gánh hát, được nhiều người thầy dạy nghề. Năm 16 tuổi, bà được giao đóng vai Đào Chính và phát triển tên tuổi ở khắp các sân khấu phía Nam. Với lối ca diễn mạnh mẽ, hào sảng, bà được phong tặng danh hiệu đệ nhất đào võ. Trong đó, vai nữ tướng Triệu Thị Trinh, vở Nhụy Kiều Tướng Quân và vai Bùi Thị Xuân trong vở Nữ Tướng Cờ Đào được xem là kinh điển. Sau này, khi cải lương xuống dốc, bà theo đoàn hát về các tỉnh để mưu sinh. Năm 1979, một vụ tai nạn hỏa hoạn khiến Diệu Hiền bị phỏng tai nặng. Bà dần xa rời sân khấu để về sống lặng lẽ cùng con cháu. Xin cầu chúc cho bà được nhiều sức khỏe, bình an với nhiều niềm vui, hạnh phúc.